Rồi, chào bạn nhé. Thì hôm nay mình đến chơi cửa hàng ông bạn làm về chuyên về máy cắt cỏ với là máy phát, máy máy bơm nước các thứ, toàn là toàn hàng bãi Nhật nha các bạn nhé. Đấy thì cũng có một số bác là hỏi mình là cũng tìm cái chỗ mà mua những cái hàng bãi Nhật này này. Thì hôm nay tiện đây mình giới thiệu luôn. Hai nữa là mình có giới thiệu cái kênh của cái ông bạn của mình đấy, thì mình để cái phần mô tả video nhé, có đường link ấy, thì các bạn kích vào đấy thì nó sẽ dẫn đến các bạn đến cái kênh video này giới thiệu những cái máy này này đấy. Thì ở đây toàn là hàng Nhật bãi nhé các bạn nhé, đây toàn những thương hiệu nổi tiếng của Nhật thôi. Ví dụ như con này là con đấy, mình cũng chả biết đọc với các bạn, nếu mà trong này Kyurit đấy, Tanaka này. Đấy thì bạn của mình thì cũng có một cái kênh chuyên giới thiệu về tất cả những cái loại máy hàng bãi Nhật đấy. Thì bạn nào yêu thích hoặc là cần mua ấy thì cứ gọi số điện thoại, thì mình sẽ lại để cái phần mô tả video nhé, để các bạn vào đấy xem. Đấy. Còn giá cả như thế nào thì các bạn tự liên hệ trực tiếp với người bán nhé. Đây mình giới thiệu qua rồi, có rất nhiều máy này. Đấy, cưa máy rồi máy phát điện rồi máy bơm nước. Đây, la liệt các bạn. Đấy, mình thì mình cũng rất là thích những cái món này, nhưng mà tuy nhiên là mình không có thời gian để nghiên cứu. Đấy thì các bạn nào mà muốn biết cách sửa chữa hoặc là những cái mẹo để sửa chữa những cái hàng này này thì các bạn có thể là vào kênh ấy, đăng ký kênh. Thì thời gian tới thì bạn ấy cũng sẽ ra những cái video hướng dẫn các bạn về sửa chữa những cái máy cắt cỏ rồi là máy hàng bãi Nhật này. Nói chung là bạn mình thì cũng rất là đa tài nhá. Đấy, làm được tất cả các loại máy giặt. Đấy, cửa hàng rất to. Đấy, kênh Điện Máy Thường Vân nhé các bạn nhé. Mình để lại cái phần mô tả video, các bạn vào cái đường link ấy để theo dõi kênh. Đây, cửa hàng rất rộng về máy lọc nước, máy giặt. Tuy nhiên là mình cũng rất là khoái những cái món này, cho nên hôm nay mình chia sẻ với các bạn. Đấy. Đấy thì hôm nay bây giờ thì mình sẽ nhờ ông bạn mình nổ một số cái máy này lên, các bạn có thể tham khảo nhé. Đấy, bây giờ mình đã nhờ bạn mình nổ thử mấy con để các bạn xem cái chất của cái hàng bãi, hàng Nhật bãi như thế nào nhé. Đấy. Đây. Có chịu lực nha, rất nhẹ. Đấy, bạn đây kìa. Đây này các bạn này, con này có trợ lực này, các bạn kéo nó cảm giác rất nhẹ này, nửa vòng là giật này. Đây mình vừa quay vừa dẫn các bạn nhé này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, đây con thứ nhất này, con này là hàng gì không nhỉ? Shindaiwa, 3 số. Shindaiwa đó. Đây con thứ hai là con này là con Shindaiwa. Shindaiwa 2400. Đấy. Đấy đó. Rất nhanh. Rồi. Con thứ 3 này. Đấy các bạn thấy là những cái con này mà đi phát cỏ thì khi nào mới hỏng các bạn. Đấy, giá chỉ có hơn 1 triệu này. Đấy thì khi mà các bạn mua ấy thì nó sẽ có kèm theo tất cả những phụ kiện. Đấy, ship hàng toàn quốc nhé. Đấy, bạn mình ship hàng toàn quốc. Cái này thì mình nói thật là kênh mình không bán nhé, mà các bạn vào cái phần mô tả của mình ấy, mình sẽ có cái đường link và cái số điện thoại của cái người bán này, của mình này, bạn mình ấy, thì các bạn vào đấy có thể là theo dõi kênh, có những cái video mà bạn ấy chia sẻ cách sửa chữa ấy. Các bạn thấy là những cái này ít người ta chia sẻ lắm, nên là bạn mình chia sẻ rất là thực tâm, cũng giống như kênh của mình ấy, có gì chia sẻ cho anh em cùng biết thôi. Đấy, thì mình sẽ để lại cái đường link với số điện thoại, thì bạn nào cần mua, cần giao lưu thì các bạn cứ
alo trực tiếp cho bạn mình nhé. Đây, rất nhiều các bạn. Đấy, hôm nay tiện đi chơi giới thiệu các bạn biết như vậy. Đấy, ngoài ra thì bạn mình còn làm về điện lạnh, điện tử, điện nước. Đây, bạn. Đấy. Đấy, máy giặt này các bạn, rất nhiều. Đấy. Mình cũng giới thiệu cho các bạn biết như vậy để thêm các bạn có thêm một cái kênh để các bạn có thể tìm hiểu. Đấy, thì có gì mà các bạn muốn trao đổi thì các bạn cứ alo trực tiếp cho bạn của mình. Đấy, hoặc là có thể gọi trực tiếp cho mình cho số cũng được. Đấy. Rất nhiều máy giặt đằng trước nữa này các bạn. Đấy, rất nhiều. Ở bên này là sửa chữa âm thanh. Đấy, gần nhà mình nhá, thỉnh thoảng mình lên đây hay lên đây trao đổi. Đấy. Nói chung là bạn về cái kỹ thuật sửa chữa điện tử thì bạn rất là nói thật là rất là giỏi nha các bạn nhé. Đấy. Đấy, đây là bạn mình này. Đấy. Điện máy Thường Vân các bạn nhé, các bạn vào kênh của bạn ấy xem video. Đấy, máy La Liệt, mình khoái nhất cái món này. Đấy, giới thiệu các bạn. Trên kia là loa các thứ à, rất rộng, máy giặt. Rồi, video mình đến đây kết thúc nha. Các bạn nào mà có nhu cầu các thứ thì cứ liên hệ trực tiếp với người bán ở đây nhé. Chứ mình không bán nhé, này mình chỉ giới thiệu thôi, giới thiệu cái kênh YouTube của bạn mình thôi. Các bạn vào đấy trực tiếp, mà các bạn nếu mà nhu cầu muốn trao đổi các thứ thì các bạn cứ alo trực tiếp cho bạn của mình nha. Rồi, mình xin chào bạn nha.